Học bí quyết trung tâm thương mại eMart sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm chi phí sử dụng giấy mỗi tháng đáng kể. Hello, xin chào tất cả mọi người. eMart là một trong những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Thế Giới hơn nhiều năm nay và đã biết được sản phẩm nào đang được ưa chuộng tại eMart. Thì theo chân mình đi được cùng khám phá nha. Đang trở thành công ty bán lẻ dẫn đầu thế giới bằng việc kiến tạo phong cách sống vui tươi cho khách hàng và kiến tạo giá trị lợi ích cho sự phát triển cộng đồng địa phương dựa theo tôn chỉ hoạt động của công ty. Hiện tại eMart đang mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam vì đây được xem là nền kinh tế phát triển nhanh chóng và đầy tiềm năng. Với diện tích sử dụng khoảng 11.900 m², eMart đang mang đến một môi trường mua sắm hiện đại với các khu trưng bày sản phẩm sạch sẽ và thoáng đãng, cũng như chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng nhất với mức giá tốt nhất. Khu vực bán lẻ đại siêu thị còn tích hợp rất nhiều tiện ích khác nhau như khu giải trí dành cho trẻ em, nhà hàng ẩm thực chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ hấp dẫn chỉ có tại eMart lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với vai trò là chuỗi siêu thị bán lẻ số 1 tại Hàn Quốc, eMart hiện là một phần không thể thiếu của Shinsegae, tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc với các định dạng kinh doanh đa dạng. Nay eMart là công ty bán lẻ hoàn cầu với hơn 160 cửa hàng đang hoạt động tại Hàn Quốc, cùng với các chi nhánh văn phòng đặt tại Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Giá vệ sinh của lối An Khang là lựa chọn tuyệt vời của eMart. Một trong những trung tâm mua sắm uy tín và đẳng cấp tại Việt Nam đã đưa ra quyết định thông minh khi lựa chọn sử dụng giấy vệ sinh của lối An Khang. Vậy điều gì đã khiến eMart tin tưởng và ưu tiên sản phẩm này? Hãy cùng tìm hiểu trong video. Giấy vệ sinh của lớn An Khang được chế tạo từ một giấy cao cấp nguyên sinh, mang lại một số điểm nổi bật. Với màu trắng nhà và mặt giấy mềm mịn, An Khang không chỉ tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng mà còn có khả năng thấm nước tốt, dễ tan trong nước, góp phần bảo vệ hệ thống thoát thải tại eMart. Đặc biệt, Thế Giới giấy nhà cung cấp sản phẩm này cam kết không sử dụng nguyên liệu giấy bẩn và không chứa chất tẩy trắng độc hại, đảm bảo giấy vệ sinh của lớn An Khang không gây mùi hương liệu khó chịu. Điều này đảm bảo an tâm cho eMart khi sử dụng sản phẩm cho khách hàng của mình. Mỗi khu giấy vệ sinh của lớn An Khang có độ dài hơn 100 m. Và đây là một ưu điểm vượt trội giúp eMart tiết kiệm đến 20% chi phí hàng tháng. Không chỉ đáng chú ý về chất lượng, sản phẩm giấy vệ sinh của lớn An Khang còn mang đến trải nghiệm mua hàng tiện lợi và hài lòng nhất cho eMart thông qua những chính sách ưu đãi đặc biệt từ Thế Giới giấy. Thế Giới giấy đã cam kết cung cấp cho eMart những dịch vụ và chính sách đáng tin cậy. Đầu tiên, chúng tôi cung cấp chính sách tài trợ hộp đựng giấy roto cao cấp, giúp eMart sử dụng giấy vệ sinh một cách tiện lợi và bảo quản giấy khỏi ẩm mốc, rơi xuống sàn hay mất giấy. Đồng thời, việc trang bị thiết bị hộp đựng giấy roto tại địa điểm này cũng giúp khách hàng tạo nên không gian nhà vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng hơn. Ngoài ra, Thế Giới giấy còn đảm bảo giao hàng miễn phí và nhanh chóng trong vòng 2 đến 72 giờ đối với khách hàng doanh nghiệp như eMart. Nếu có bất kỳ lỗi xảy ra với hàng hóa nhận được, Thế Giới giấy cam kết miễn phí 100% đổi trả. Điều này thể hiện sự chú trọng của Thế Giới giấy đối với chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Nữa, Thế Giới giấy còn hỗ trợ điều phối nhân viên lắp đặt thiết bị một cách nhanh chóng trong vòng 3 tiếng. Điều này giúp eMart tiết kiệm thời gian và công sức trong việc trang bị hệ thống giấy vệ sinh. Thế Giới giấy tự hào đem đến cho eMart và tất cả khách hàng một sản phẩm chất lượng vượt trội kèm theo chính sách hậu mãi tuyệt vời. eMart đã chọn giấy vệ sinh của lớn An Khang từ Thế Giới giấy với nhiều lý do đáng chú ý, từ chất lượng sản phẩm vượt trội, khả năng tiết kiệm chi phí đến chính sách hậu mãi tuyệt vời và dịch vụ tận tâm. Thế Giới giấy đã đáp ứng mọi yêu cầu của eMart. Với sự lựa chọn này, eMart không chỉ đạt được sự hài lòng của khách hàng mà còn nâng cao chất lượng và tiện ích của không gian vệ sinh tại trung tâm mua sắm này.